đây. Chương trình thâu thanh giáo lý Phật giáo Hòa Hảo. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa chư quý thính giả, chương trình thâu thanh sấm giảng thi văn giáo lý Phật giáo Hòa Hảo do nhóm độc giảng viên thực hiện. Xin trân trọng kính gửi đến quý vị lời chào thân ái và cầu xin ơn trên hộ trì cho quý liệt vị được hưởng trọn phúc duyên trong tình thương đại đồng của Đức Phật. Kính thưa quý liệt vị, từ lâu nay chúng tôi thấy đa số những người mộ đạo chờ mong muốn được nghe lời vàng ngọc của Đức Huỳnh Giáo Chủ để cải giữ về lành, phát tâm tu niệm. Mặc dù chúng tôi không đủ phương tiện pháp thí như lời Đức Thầy dạy, ai làm phước in ra mà thí thì được nhiều hạnh phúc sau này, hoặc ngài khuyên nên hiệp cùng nhau truyền bá kinh lành, nên chúng tôi cũng phát tâm đóng góp một phần nhỏ mọn trong công cuộc quảng truyền chánh pháp theo tôn ý của Đức Thầy. Đờn những câu tỉ mỉ rung hồn, cho người lành dạ ái bắt nôn, cúi đầu trước quy y Phật pháp. Giờ đây trân trọng kính mời chư quý thính giả và chư đồng đạo nghe cuồng băng thứ ba. Đầu tiên là bài Ông Huỳnh Hiệp Hòa sướng. Bài này viết tại Hòa Hảo mùng 1 Tết năm Canh Thìn. Vậy trân trọng kính mời chư quý thính giả cùng nghe. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng sanh tầm đắc đạo nan minh, bửu bội trừng tâm thể dụng tinh, cầm kim đảnh lư an trí thù, càn khôn nhật nguyệt dị đồng linh, siêu phàm ôn dưỡng âm dương số, nhập thánh đề khai thể tục tình, thái thượng Thích Ca luôn kiếp giáo, đơn song đồ đệ cổ kim minh. Đức Thầy quả: chúng sanh khổ diệt diện nan minh, ly cẩu từ bi cai thế tinh, nhàn thước duyên do tam diễn thù, can trừ danh dị nạ kỳ linh, ngộ thâm nan liệu âm dương số, xác tục trần gian cố dục tình, thổ phỉ nam lương toàn khuyến giao, tâm hồn ngôn xuất biển kim minh. Ông Huỳnh Hiệp Hòa sướng. Hội trung bửu cái cổ kim truyền, trì giác hư linh kế lập thiên, xiển triệt phân minh châu võ kỷ, âm dương chuyển luyện hơn thề tiên, lôi âm kinh ký khai đàn diệt, sơn thư từ tăng phản bổn nguyên,
Và bát na thời di phổ hoa, quyền cơ như thử kiếp trần yên. Đức Thầy quả: Bửu gia nạn hối thế gian truyền, tam thế hư không tế kiểm thiên. Nhớ ngã hạ ơn phân bất kỳ quy hồi thượng cổ bút thề tiên. Chất âm thinh sắc phi tiêu diệt, bài phỏng liêm gia bế hộ nguyên. Lập chí hiền nhu đường kế quá, thi thần kỳ chú định hòa yên. Ông Quỳnh Hiệp Hòa sướng: Ngọc quang cảnh nội chủ càng khôn, tam nhất vô cùng kiến thúc tôn. Âu Á chiến tranh thủy thắng lợi, kim lê uổng tử sắc hà môn. Hà môn giáp tí giáng lâm trần, đào tạo lương dân khổ não dân. Xuất hiện mạng chơn phi quyết chiến, câu ai trị địa hội quân thần. Đức Thầy quả: Thành tha ngủ nổi nã càng khôn, cái thế vô linh mạng thích tôn. Ô lịch ba trừ nô binh lợi, tiện đồ lê dị đắc giang môn. Tam thiên lục ba giáng lâm trần, khóc tử lang tâm biến quả dân. Tà quái hạ quân khai ác chiến, ất niên bệnh thử kiến quân thần. Ông Quỳnh Hiệp Hòa sướng: Phiên ngôn đại chấn điểm Nam Cương, khẩu tụng văn dương dị bốc tường. Dự thiện ngôn ngôn tung nhất nhị, hành nhân tịch tịch mũi tâm lương. Mã lai thủ thị danh thương pháp, thủy kiệt trưởng thâm tẩy khổ trường. Thi dân hồi âm tri bửu hiệu, tự mình tam vị hiển văn chương.
Đức Thầy quả hội đầu điểm đạo chuyển phong cương. Hào thắng bị ly đạo khổ tường, tề tướng cam phong an diện nhị, hàng nhân thọ khoa tác tâm lương. Thiên tôn mật sát nhân gian pháp, Phật lý di khai đại hội trường. Tam ba ngoại niên chân bút hiệu, hàng lâm nhất đấu vĩnh thiên chương. Nam mô A Di Đà Phật. Nếu chúng ta chiết từ theo của bài này thì chúng ta thấy mấy chữ sau đây: trạng trình, cử đa, đề tháng. Ông Quỳnh Hiệp Hòa muốn hỏi coi Đức Thầy có phải là một trong ba ông đã kể trên đây chăng? Kính thưa quý vị, tiếp theo đến bài ông Quỳnh Trung Hòa, thầy Ba Tươi ở làng Kiến An, Long Xuyên, xướng. Nam mô A Di Đà Phật. Lưng chừng khó hiểu khách trần gian, sớm mặn chiều chai lắm nhộn nhàng. Đặt đất phân tình tô láng mép, cả trời lửa chương đốt nồng gan. Khéo đam điệu hành triêu màu Phật, đành để xương da nhuộm mau phàm. Riêng tưởng trồng gieo rừng bác ái, những mong trong ngóng đến thiên đàng. Đức Thầy quả: tự rài đặng nẻo lánh trần gian, chẳng hiểu mặn chai mới nhộn nhàng. Ngao ngán cho người ôi quá mép, thương đời mê mũi luống bầm gan. Đạo màu chẳng hiểu nên lừa Phật, hiển diệu ra cơ giác tỉnh phàm. Dạ luôn ước mong đời bác ai, quyết lòng chỉ rõ nẻo thiên. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, tiếp theo đến bài Giếng Non Ông Két. Bài này Đức Thầy viết trên non ngày 14 tháng Giêng năm Canh Thìn. Đức Thầy đọc bốn bài này cho ông Hương giáo tập ở Thới Sơn, Châu Đốc, viết tại trên non, và khi về nhà Đức Thầy còn đọc lại cho anh em tín đồ chép. Nam mô A Di Đà Phật. Non tiền gió ma cõi lòng thai, tức cảnh thi văn nhã một bài. Cố tưởng ước mơ về như thủy, ngặt gì không cánh lấy gì bay. Giặc xác phàm phu viếng non đòi,
hỏi nhờ đá cục ngủ đêm nay. Chưa sớm bãi núi đều quy tự, thầy tớ cảnh tiên rõ mặt cơ mài. Nhìn xem cây lá gió lung lại, sáng lại lùi chân trở gót hài. Vậy hỡi chư thần mau nối gót theo thầy, dắt chúng khỏi nồng cay. Lầu đài núi cấm lộ nai mai, thức tỉnh chung sanh mới tỏ bài. Phuyên giải dân tình minh đạo đức, tu hành được thấy cảnh bồng lai. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa chư quý thính giả và chư đồng đạo, tiếp theo đến bài Ông Tùng ở Dàm Cái Đầm, thôn Hòa Hảo, hỏi Đức Thầy. Bài này Đức Thầy viết tại Hòa Hảo năm Canh Thìn. Nam mô A Di Đà Phật. Càng khôn tạo hoa ở một bầu, kính hỏi thăm thầy vậy ở đâu? Sắc ở Tà Lơn hay núi Cấm, càng còn khâu mất cất ở đâu? Đức Thầy quả: cũng biết càng khôn dần một bầu, Tây Phương yêu chúng chẳng ngồi lâu. Sắc của A Di là Phật Tổ, bốn chữ xuống trần chớ ở đâu? Ông Tùng hỏi: cặc cơ gì đâu khéo dân dương, đem lời Phật thâm giam bài tường. Thiên cơ bất cả sao ông nói, Phật thâm tiên thần giam phô trương? Đức Thầy quả: vì tình nhân loại mới dân dương, thương đời lầm lạc lão bài tường. Thiên cơ được linh nên ta nói, Phật thâm phần ta mới bài trương. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, tiếp theo đến bài Thời Lai Diện Mục. Bài này Đức Thầy viết tại Hòa Hảo tháng Giêng năm Canh Thìn. Nam mô A Di Đà Phật. Hồng nhạn ô quy tháng giả hồ, thi thần
đắm khi ngộ hà môn. Điện phong dạng hộ vô thiên ảnh, tổn khi thao tội giống nhất vô. Nhất vô tam kiên cái thiên hồng, tông tích kỳ sanh chuyển kiếp thông, khai cảnh nguyệt đại minh hạ giải, thời lai diện mục tác hại công. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa chư quý thính giả và chư đồng đạo, tiếp theo đến bài Diễn Làng Mỹ Hội Đông Long Xuyên. Bài này Đức Thầy viết tại Mỹ Hội Đông ngày 22 tháng 1 năm Canh Thìn. Nam mô A Di Đà Phật. Canh niên trội bước thừa nhàn, để chân đến viên xóm làng Hội Đông. Về non già luôn ước mong cảm tình lễ thứ tuôn rồng lùy châu. Lời thăm cùng khắp đâu đâu, hương thôn bốn đạo lo âu mối duyên. Tu là tu Phật tu tiên, tu cho rõ biết chữ hiền ra sao. Mùa xuân chưa có mưa vào, cũng như đạo hành sắc màu chưa thanh. Sớm chiều phủi sạch lợi danh, tầm nơi chánh giác cõi thanh đặng về. Hỡi ôi thấy chúng bớt mê, đạo màu siêu diệt tập đề là đây. Tinh thần hiệp dán ngút mây, dẹp cho rõ mặt tớ thầy Hà Quân. Lòng thương bá tánh đòi cơn, dầu ai mùa qua hờn mặt ai. Chuông linh dục thúc bên tai, chúc cầu thanh trì thới lai xóm làng. Hiệp chung một cuộc chia lan, rồng đà lỗ bông đá vàng biết nhau. Lọc lừa hiểu đăng vàng thao, đem thần mùa lấy mận đào thiên nhiên. Lành rõ được khùng điên, chẳng qua kiếp trước thiện duyên hữu phần. Làm sao khỏi chốn mê tân, đào nguyên vạn lượng tỏ phân kính sùng. Thánh nhân ghi
sách trung dung, hiền nhân thức tỉnh biết dùng người ngay. Hội thanh hiệp mặt vui dày, gắn công cô chí lòng này chẳng phai. Vinh qua vườn thể cúc mai, quyên mùa tàn ruỗi lâu dài đằng đâu. Thích ca đạo vì quyền sâu, rạch tim xem được một bầu linh quang. Máng còn tư lữ tình tan, thuyền từ tới bên thanh nhàn bờ dân. Quá công chí thiên cầm cân, công bình thướng phạt thứ dân nào tường. Xâm dày chiếc nhạc xâm thương, nhỏ văn cảm kinh hiền lương của người. Xe xua nói cười cười, cao sâu lý diệu vàng mười khó mua. Trần gian thiếu trái chi chua, bây giờ trái ngọt không mua bởi mình. Tới đây cạn lẽ phân minh, quyết đem chân lý đặng gìn Phật gia. Tài sơ trí xiển nôm na, mặt tình chê ghét phần ta tường. Thoảng qua mùi diệu phố trương, kêu dân mau tỉnh trong trường mộng xuân. Kéo sơn đâu cật liền lưng, thấy trong ba tâm nửa mừng nửa lo. Mừng là mừng việc hay ho, lo là lo việc ốc sò trải qua. Tĩnh tâm mượn lấy thi ca, giác dần hướng thiền chánh tà phân minh. Rèn lòng giữ dạ sắc đinh, đừng phai đừng lật thân mình thành thơi. Biển trần lao lý diệu dơi, khổ tâm chắc lưỡi chiều mới phùi rồi. Nhìn xem tâm não bồi hồi, sợ nhi đã lậu phá mồi dinh gian. Chừng nào kim phụng hòa loan, đóng tay vô lự mới an sự đời. Thừa dưng sắc lệnh của trời, cùng ông Phật tổ giáo đời khuyên dân. Bấy lâu chạnh cám ô ngân, bây giờ hiệp mặt phân trần xa dân.
dập dồi gió kép mưa đơn, đau thương gì bởi nghĩa ơn chẳng tròn. Bài ra thiên ly héo dồn, dẫu trong tim ốc lòng son chẳng đành. Trải qua một lúc sỏi sành, trung ương hòa hiệp mới đành lòng đây. Hoàng cầu trái đất chuyển xoay, gớm ghê cho chúng phơi thấy muôn ngàn. Ngày nay đạo đức chẳng mang, rồi sao dẫu có tiền ngàn khó mua. Biển sông lặng lội hơn thua, tự thân tạo lấy mà mua cái sầu. Phật nhân tạo qua một bầu, kẻ thanh người trước mới hầu khác nhau. Thân này xá quán cần lao, miễn cho ba tâm được mau an nhàn. Ngủ niên diễn lự cơ hàng, đến chừng quy phục hơn đàn mới yên. Bao la cảnh Phật cõi tiên, tòng mai liễu trúc hữu duyên phê màu. Ngũ dân năm sắc năm màu, kìa quy nọ phụng lao sao vui mừng. Giang dày sấm nổ chuyện luân, kiện tiên lộ vẻ vui mừng cha con. Bấy lâu nghĩa nọ tiêu mòn, ngày nay hiệp mặt hết còn thở than. Các nơi liệt quốc chư bang, chúc cầu bình trị trướng loan xung dày. Bây giờ làm việc tà tay, ngày sau bị khốn tội dài điều hoa. Biết khôn tìm kiếm ma, một câu lục tự nhà nhà bình an. Xa xuôi đường xa dặm tràn, khó bề lui tới rồi nhàn lao lung. Lo bề cúc dục còi thung, nghe lời thầy dạy việc chúng của đời. Bút nghiêng tạm gác đời thời, chúc cho ba tâm xét đời biết ta. Nam mô A Di Đà Phật. Tiếp theo đến bài ông Nguyễn Thanh Tân sướng. Nam mô A Di Đà Phật. Bông thọ đà lu rạng mặt rồng, bốn phương sĩ tử nhóm càng đông. Trời nghiêu phụng múa dòng tay áo, đất thuận dòi cài
ruộng trổ bông. Biển lặng sông trong chờ lĩnh chanh, nhà an nước trị lẽ thiên công. Kìa ai gói gắm lời cơ mật, ức bụng kẻ hiền bờ núi sông. Đức Thầy quả: Non lịch rừng nhu lộ vẻ rồng, danh hiền bao rải khắp Tây Đông. Chồm ông còn múa trong the áo, Nam Việt giống nòi trổ nhị bông. Mặt đất địa cầu quy lập chân, một nền đạo hành lấy tâm công. Dân nhu áo não tìm cơ mật, sẽ hạn diệt đời hỡi núi sông. Nam mô A Di Đà Phật. Mỹ Hội Đông, ngày 22 tháng 1 năm Canh Thìn. Tiếp theo đến bài ông Nguyễn Thanh Tân sướng. Nam mô A Di Đà Phật. Tiết phong một võ nhất thân khinh, hảo đạo thơ sanh cảm khóc tình. Cực dòng nam minh dân tiếp thùy, tường khang bắt chỉ thạch tranh dinh. Mộng hồi cố quốc tam canh nguyệt, tỉnh khởi cố ban dạng lý trình. Kim nhật phùng chân tu tận tuy, hữu tương ly biệt não bình sanh. Đức Thầy quả: Hải quy thiết lượng ngốc nhân khinh, cổ diện hà hoa kiến hữu tình. Quý hoa ai thi hà quốc thủy, đài phi sơn lạnh dị thầm dinh. Phù dân lộ thức nhiên âm nguyệt, tổ giả giống ban kỷ trang trình. Phúc quả trù phong nhiên binh ti, trùng lai hữu nhật tại hoài xanh. Nam mô A Di Đà Phật. Mỹ Hội Đông, ngày 22 tháng Giêng năm Canh Thìn. Tiếp theo đến bài của ông Nguyễn Kỳ Trân, tức Chính Diệm, ở làng Định Yên, tỉnh Long Xuyên sướng. Nam mô A Di Đà Phật. Cường khẩu xâm lăng kỷ thập niên, vị trí đại đức giáng hà tiên. Thí di ngũ quý kim an tài, thái thượng tam dương cổ bất truyền. Độc nhãn sa đà tàng bắc địa, liên mi chân mạng ẩn nam thiên. Phòng ngư
xích dị đương kim nhật, dẫn lạnh minh lương trừ tổ tiên. Tổ tiên cứu loạn hữu phò quý, hướng thiện khử tà chúng bất tri, vô tranh thiên hạ thiệu, toàn trung toàn hiếu thế gian hiền. Ai mau vị tiện ngô đồng phùng, tiếp giác thâm tàn trạch thủy quy, bất tận tam tâm danh lợi khách, đảo đầu thâm mạnh niệm từ bi. Đức thầy quả: thiên ký lạc hồng đắc ngũ niên, sơn trung hồi giả bi danh tiên, trần nhân đại thế nam tồn tại, lão đạo tiền phong bác y truyền. Trình mộ ngộ kim khuê cổ địa, xích mi hải hội lục trừng thiên, dĩ phi minh đế đồ tôn nhật, thành khí đào thinh giác kỳ tiên. Kỳ tiên hữu nhật ngã đình nguy, lượng trí bồi thành thử tất cả tri, võ kỹ hùng phong nhân mà thiều, thần tiên tiểu ẩn cổ lai. Thí xâm tán địa liên đại phùng, nam sĩ bại kỳ phục kiết quy, giảng vật an ninh thông điện khách, nhất trường lê thứ kiến vô bi. Nam mô A Di Đà Phật. Tiếp theo đến bài của ông Nguyễn Kỳ Trân sướng. Nam mô A Di Đà Phật. Gió xuân muôn vật tỏi lòng rồi, nghĩ lại bân phân ngày đạo chúa tôi, ca phụ dạy dùng trong dấu cạn, trong chừng đấu nước luống ngồi ngồi. Ngồi ngồi trông thấy đám mây xanh, thoát dậy mưa tuôn đường nhanh nhanh, thầm đến rừng nhu tới vật sắc, dù ai đắp lũy nguyên bồi thành. Đức thầy quả: đạo đức truyền ban cũng chưa rồi, xa đường nguyện ước chuyện con tôi, mưa tuôn
vừa tiết ngư thông thả, giả thảm lòng vui cũng bắt ngồi. Bắt ngồi cho kẻ bạc đầu xanh, xung hiệp cùng nhau cội nhánh nhằm. Gặp lúc tiết hòa mưa đượm sắc, quyết lòng trở thế giới bồi thành. Bồi thành mới phải đạo văn nhu, có lẽ ngày kia răng quá cùng. Lũ lượt đoàn chim bay kiếm ổ, ráng mà theo dõi bơ văn nhu. Văn nhu dẹp phá sụp ao tù, nước túng dân nghèo lại thiếu xu. Khổ khổ thương đời luôn chuyển kiếp, phận trần cụ lão chuyện người tu. Nam mô A Di Đà Phật. Mỹ Hội Đông, đêm 22 tháng 1 năm Canh Thìn. Kính thưa quý vị, tiếp theo đến bài Dịnh Âm Địa Bằng Sành, để tại nhà ông Hai Sòn ở Dàm Nao thuộc tỉnh Long Xuyên. Bài này Đức Thầy viết tại Mỹ Hội Đông sáng ngày 23 tháng 1 năm Canh Thìn. Nam mô A Di Đà Phật. Bằng trẻ ngồi chơi, sướng hỡi ông, tâm lành sao chẳng tiếp non sông. Nhân dân bốn phía đường đồ tháng, vui sướng chia mà lại tình không. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, tiếp theo đến bài Để Chơn Đất Bắc, chép theo bổn chánh của Đức Thầy do Đức Ông giữ. Bài này Đức Thầy viết tại Hòa Hảo vào khoảng tháng Giêng năm Canh Thìn. Nam mô A Di Đà Phật. Để chân đất Bắc thầy trò dân còn quê kịch hát hò nghêu ngao, xóm làng đồng thành xôn xao cùng nhau bàn tán khác nào trong Nam. Chúng dân tự ngủ tùng tam, kẻ mà người mỹ kẻ ham người cười. Làng này đông đúc nhiều người, dân tình cũng được đôi mươi tu hành. Nhiều người già cả lòng lành,
có nhiều kỳ lão biết rằng tích xưa. Tới đâu cũng ít người ưa nằm lắng ca hát sớm trưa dỗ dành. Trưng bày tích cũ đành rành, thiên cơ đạo đức tu hành phần tôi. Dân quê nghe nói hỡi ôi, hung đồ cường nghịch một hồi cười reo. Đâu ở đây mà có hùm beo, khéo bài ba láp nghe theo làm gì. Thấy trong Lê Thứ cũng kỳ, đi đâu cũng bị dân thì ghét dơ. Ngày đầu nhiều kẻ còn mơ, trị chơi ít bình ngẩn ngơ xóm giềng. Cũng không thèm trong bạc tiền, quyết lòng tìm kiếm người hiền mà thôi. Bất kỳ dân ít mép môi, cũng còn cung kiến chè xôi ê hề. Thương dân nên chịu nặng nề, lời ăn tiếng nói nhiều bề thấp cao. Tớ thầy nào nể cần lao, thương dân dạy dỗ xiết bao nhọc nhằn. Ngủ lưng lễ nghĩa năm hằng, tám can trung trực người rằng ngô xuyên. Viết ra mới bốn bài thi, đặng cho trần thế biết thì thần tiên. Cũng xưng rằng hiểu khùng điên, nhắc ra nhiều khúc rồng tiên hồng bàn. Nam thiền vô ngại đại quanh sơn, nhưng khước hành vi kỳ khách quần. Tân tạo quyền sanh hồi châu ngọc, hữu nhược tiên thần hiệp luyện đơn. Dân dân bạch bạch thức sinh thần, cổ hoàng thôn hương nhất dị nhân. Tiên sinh hiện kiếp phò lê chúa, hậu truyền độ chúng cảm hoài ân. Liên hồng cảm kích dị long tuyền, đồng thành hạng kỳ tác thiện duyên. Kiện sám truyền danh lưu hậu thế, nam việt trung thần đệ nhất tiên. Nhân danh ly biệt ngàn bắc hà,
cổ suy lương thần dị phong ca. Thọ tự tâm trung trưng hùng khí, quý hồi quốc thủy tiện phương hoa. Bốn bài thơ đã làm xong, văn nho bàn bạc nhiều ông lắc đầu. Nghĩ ra mới biết cơ cầu, người chi thi phú công hầu cổ nhân. Nghiệm suy lời lẽ thiệt hơn, dặn dò ba tánh thi ơn xóm làng. Nào ta có nói bướng càng, về An Giang tình rõ ràng ai hay. Từ đây Nam Bắc chuyển quay, khi đây khi đó ra tài khuyên dân. Tuần quân tạo quá cầm cân, ở đây cũng dạy hương lân đủ điều. Xác nghèo nhà tờ cái liều, cơ hàng rách rưới nhiều điều nan nguyên. Tuy là gia trách hàng di, nhưng mà hiền đức khác gì người xưa. Nhiều người lối xóm đẩy đưa, tấm lòng không mến mà ưa bề ngoài. Nước tràn ruộng lúa lạc loài, bắt đầu lo chuyện miệt mài bắp phai. Giáo truyền lời lẽ thẳng ngay, hướng lân trùm trưởng đắng cay nhiều bề. Thầy trò ra sức làm hề, ca tuồng ly loạn giữa kề biên cương. Có nhiều chết khách minh hương, đau lòng nhiều phút thế lương bên tàu. Chú lùng nhất bổn hùng hào, chẳng thương sanh mạng dân tàu dài ngu. Bởi chưng hung bào chẳng tu, cho nên gây sự lu bù chiến tranh. Bắc kỳ Trung Quốc giáp ranh, sao không xem đó tu hành hiền lương. Cá không ăn muối cá ương, chẳng nghe lời dạy lâm đường trong gai. Hát tuồng Trung Quốc quá dài, ta bèn bỏ bản hát bài ta tin. Cả kêu lớn
nhỏ để huynh từ đây nhẫn nại chống kình làm chi. Bút nghiêng lôi lại làm thi đặng cho sanh chúng bớt nghi tinh tàn. Cổ quy tài tầng hận gió tầng thiện chí tu trì lập dĩ thân tồn tại hư vô tầm bát nhà tiên kiếm thần thông chỉ huy cần điền tăng gia phế tế nhiên hàng khổ đau ly kỳ ảo diễn nghĩ xuất thần tiên yên truyền đạo bần phú cơ đồ bất tử sang nôn này kìa ai nhọc mưu cầu thế thảm cho đời nẻo huyền sâu kiên cố của tiền thiên đạo ly cấp hồi ai trót trót canh thâu thiên y bất tư hoành trừ tài biên hình liên huệ tất ư giai kiềm kỳ tha lam mi hài chi long trì phải ẩn tạo kiềm khai ngạo cảnh du dân triển bắc hà quá khứ trụ đình dịnh ngân ca thanh tích cổ nhân tân cử khi nghiêng tòng bi phuyết bích lư sang thâm canh bất ca mến công hầu trong cho lễ thứ gặp chầu dinh quê ở đâu dân cũng còn mê tham câu danh lợi khó kề thần tiên tư lương một mối sầu riêng long thiền đại ảnh vị thiên cô phần ngảnh ngao tái chí thi ân biện mình chi hưng đền lân vừa kề quý hoàng hương nến tự thiên chi hội kiến truyền linh thuyết vĩnh kỳ lôi chất khai âm vô sắc thi ngãi hồi bi hiện án tiền
rừng thông bên cạnh gần kề, bốn phi lệ thứ nhiều bề gian nan. Bất kỳ còn hỡi hò khoan, chúng dần đi cấy reo gian ruộng đồng. Thấy đời cũng luôn đồng lòng, xứ quê nghèo cực mũi mồng thiếu chi. Giáo miền thành thị một khi, chẳng chê thế sự sầu bi trong lòng. Ca sang thảm cảnh não nồng, cả kêu dân chúng lạc hồng. Hỡi ơi, giống xưa tiên cảnh tuyệt vời, ngày nay đã lạc đau đời nhục nhơ. Người hiền nghe thấu ngẩn ngơ, đớn đau sắp đến bơ vơ một mình. Muốn xem được hội Long Đình thì vẫn hãy rang sửa mình cho trơn. Ở ăn cho vẹn mười ơn, cảnh tình hiền đức gặp cơn khải hoàng. Gánh công khỏi bụi nghèo nàn, xum dày một cuộc đàn tòi thai. Người nào vẹn được thảo gai, giữa kề cửa thanh đài mây an nhàn. Khuyên răng cuối xóm cùng làng, giàu sang nắm giữ của ngàn làm chi. Việc đời nhiều nói sầu bi, hạ quân đã hết loạn ly cơ đồ. Bây giờ còn hỡi mờ hồ, chẳng nghe dạy chỉ cơ đồ về sau. Thử xem cho biết vàng thao, tình yêu sanh chúng chẳng nao tất lòng. Tu hiền như thế phụng rồng, mắt nhìn tiên cảnh mây hồng toại thai. Bây giờ ráng chịu đắng cay, ngày sau mới biết mặt mày khùng điên. Đạo đời nào có tư riêng, mình dưỡng sửa trì mới yên ngôi trời. Xa xăm các chỗ các nơi, đâu đâu cũng ráng nghe lời tiên tri. Kẻ hung ngạo nghệ khinh khi, nửa sau đến việc sầu bi nhiều bề. Tớ thầy non núi giữa
cũng tìm am cốc liều bề giải khuyên. Quyết lòng rửa sạch tiền khiên, ra hoài ra lực hùng yên mới là. Bây giờ còn liệu tay tà, cho nên đạo đức khó mà cản phân. Nam thiền báo ngọc châu trân, Phật tiên phân định tâm thân mới nhàn. Duyên sự đê mê cảnh hưng đàn, lần dò cho thấu nẻo tiên ban. Xê sang mấy kiển nhìn xương gió, lòn cuối chờ trong lúc khải hoàng. Mê mang danh lợi cõi hồng trần, có một hồi này lập lấy thân. Nếu để trễ chạy e chẳng kịp, khuyên ai khuya sớm gắng chuyện cần. Quyền di cơ đạo kiến linh kỳ, từ tháng dương trần tóc kham bi. Vô dị phi liên tâm phế kỳ, điểm hồng nê địa tự thiên chi. Chừng nào thấy được phùng hoàng, rồng chầu chớp nhang hơn đàn hiển vinh. Sớm chiều rèn đúc kinh tinh, ngày sau mới thấy phép linh của trời. Ai ai cũng ở trong đời, chốn nào không đạo là đời vô liêm. Xét suy cho cạn cổ kim, hết tâm bền chí ngỡ rạch tim xem nhìn. Ta đây ưa ghét mặt tình, dương gian cứ mãi chống kình làm chi. Chừng nào thượng cổ hồi quy, thế trần mới hết khinh khi Phật trời. Tu hành đạo đức rao mời, như người ngu dại với đời loạn ly. Ở sao cho biết tôn ti, dễ người Phật thánh sầu bi mạng đời. Khùng điên ẩn nhận tùy thời, hết cơn giả dạng dắt đời hà ngôn. Mặc tình ai nói
thiệt hơn. Thấp cao tài tiếng làm ơn cho đời. Luân phiên thầy tớ tách rời, chẳng này lao lý miệng đời bình an. Tiên đờn hò liêu công sang, đêm khuya phiên nhủ khâm tràng chúng sanh. Buổi nay nhằm lúc vắng thanh, lời ta khuyên đó như cành gẹo chim. Trao dồi đúng bực thanh liêm, nửa sao mới biết thành kim đền đài. Việc đời nhiều lúc khôi hài, quyết lòng cho thế một bài học hai. Chuyến miền Nam địa lung lai, Nam Trung cùng Bắc một tay giáo đời. Thiếu ai mà bị reo mời, đầu trên xóm dưới thỉnh mời liên thinh. Trớ trêu phải mượn kệ kinh, mặc tình dân sự biện minh lẽ nào. Thâm trầm đạo đức quá thâm thao, rừng rú kệ kinh cắt khoen rào. Rước đưa xanh chúng rời bể ai, thử thét cho cùng càng thấp cao. Liên lụy trần mê bể ái hà, bóng xuất thoảng tình mừng thi ca. Thể thông thần tiên kiên bê chi, tương đồng sanh chúng gọi ma. Si lung a gia tọa phú hào, tiên kiến hậu hiền quý kỷ cao. Thô tử hồ bi ghi chiến, đại động đạo cả khắp trùm bao. Toàn ly bể khổ khổ tới à, dân sự an nhàn sướng dự an. Ta mãn lòng lo gìn sanh chúng, gọi nhường ân đức gìn phong ca. Ma ha thoàn nhỏ đã dọn rồi, chèo lái trương bườm mà chớ thả trôi. Bên giác bờ mê mê phải tránh, ly biệt hồng trần hỡi ai ôi. Liên qua chính phẩm ở ngọc tòa, được lĩnh thiên hoàng
nảy sai ta. Hà giấy dạy khuyên truyền đạo lý, giả dạng điên khùng mượn thi ca. Hám vui đào mận chăng xong rồi, trung hiếu giữ gìn phận con tôi. Thế sự bao la ta chẳng quản, tiên cảnh non bồng sẵn vị ngôi. Nước non nao nức giống nòi hồng, găng chi kiếm tìm chủ nhân ông. Tuổi trẻ đầu xanh khoanh tay rê, liễu lưỡng thâm tình tờ biển sông. Thay cảnh đổi lòng mà nổi biệt ly, muốn gặp bạn son với linh kỳ. Nói sức bình xanh quanh nước lửa, có một ngày chờ hội ứng thì. Hồn thơ tiên thanh xanh đào màu, chẳng thấy giết đời mạng góp thâu. Tóm tắt ít lời âu diệt chung, thế sự mê hồn lụy sống mau. Cha nọ bồng con vợ khóc hoàng, tan nát xóm giềng khổ dư an. Nhà không kẻ ở ôi nói trước ngờ, nếu chẳng tin lời gặp thiết tha. Lời xưa di tích rõ việc này, ai muốn mắt phàm gặp rồng mây. Hãy ráng nghe lời ta mách trước, không dình đạo đức phải phơi thay. Thương dân xuống bút tay đề, dân dò ba tấm chớ hề lạc phai. Cuộc thế giới chuyển lại như chống phiền, dân tình hãy lắng mà nghe. Lam kiều hữu lộ vắng que, ngục môn không cửa mà hè nhau đi. Thảm cho trẻ hài nhi liễu điệu, vợ xa chồng bận biểu thê lương. Phong trần dài dạng gió sương, chữ bạn hàm bao hùng cường đua
tranh. Còn một cuộc chiếu manh dành sẽ khắp hoàng cầu, ở ré một nơi dòm xem châu ngọc chiều mới. Sao đời không sớm tách rời cõi mê, để đến việc thảm thê thê thảm mắt phàm trần tường làm bi ai. Cung đồng cốt nhục hoài thay, nên ta ráng sức miệt mài dài phiên. Thơ giới phú thần tiên vắng bút, bởi cơ trời đà thúc bên lưng. Không tu chừng khổ cùng ưng, tu hành gặp cảnh vui mừng tội thay. Hoàng hôn tái sắc chuyển luân tài, nhất giả yêu đời chỉ qua dài. Tỏ thuyết quyền di sanh chúng rõ, năng kỳ liên huệ tất biển lai. Tư lương đeo đuổi giấc mộng sâu, bơ hỡi dương trần khá liệu ông. Nước lửa đến chân ngôi khó nhảy, có giò phong riết lót ngoài sông. Quyền cơ đạo hạnh hãy ráng tâm, đời cùng tiên Phật dụng nhân tâm. Ngàn năm thích đạo đành chôn lấp, thương tưởng bá gia nổi lạc lầm. Cảnh thảm khổ chiều mai sẽ đến, sao vẫn còn chịu mến trần mê. Mắt nhìn ngoài quốc thảm thê, nam bàn cảnh khổ cũng kề bên tai. Cuộc biến động nay mai nguy ngập, một hồi này ráng lập thân danh. Kìa kìa các bực công khanh, miểu son tạc đế đành rành chẳng sai. Đất giới nước hậu lai dinh diệu, đạo lo tròn yếu điều tấm thân. Một câu quân lý tư ân, ta đừng phai lật phong thần bản ghi. Nam mô A Di Đà Phật.